Yo, welcome back và chào mừng quay trở lại. Quý vị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi thì đóng điểm chúng ta cùng nhau ra khơi thôi. Tôi tưởng là chúng ta đã cố gắng đi về nhà và tìm miếng taco của bạn. Holy shit, đồ đây là tàu cướp biển ư? Trong tay chúng ta có 6 quân bài, khá là cùi bắp. Tại mình cũng mới chơi được có Ai Cập cổ đại thôi, thành ra là cây cối của mình chưa có đa dạng. À, quý vị, mình đặt được cái bom chuột chuỗi mà đằng xa xa vậy nè, là zombie nó rất là mất nhiều thời gian để đi từ đây tới đây. Thành ra là trong khoảng thời gian đó quý vị có thể trồng thêm được nhiều hoa mặt trời. Hồi đó nhìn tưởng trái chuối ba. Thưa các thuyền viên, có ai đã say sóng chưa? Nếu chưa say thì say rất mỏng manh đâu. Yêu người hoa mới đôi mươi, em đang đầu chân đỏ từng ngày qua thu. Thuyền trưởng chỉ cho các môn đồ cách để sử dụng cái con rồng này một cách hiệu quả nha. Phải có bí kíp luyện rồng thì mới có thể mà sử dụng được cái điệp. Đây, con zombie này đang đi ở dưới đúng không? Con này vẫn bắn được. Nhìn nè, nó khạc lửa nè. Cần đặt 2 cây thôi, quý vị có thể đánh được 5 hàng. 10 seconds later. Nè, con này mạnh nè. Are you sure about that? Câu giờ tí đi. Ủa chết, quên. Phải có bí kíp luyện rồng. Koko yori sekai ni itami wo shinra tensei. Đồ má mở khóa được đồ dẻo quá vậy. Lá cờ đầu tiên thôi, ra là chưa có gì đặc sắc hết. Thằng này vừa mới đu sợi dây qua. Nhìn mà xem cái bản đồ này, đó là kho báu. Nó còn nói là ở đó không có zombie. Bản đồ không bao giờ biết nói dối. Ok. Ngày thứ 8 hả? Ngày này có gì đặc biệt không? Rồi. Meanwhile, có là zombie bờ đi nữa thì cũng phải khuất phục trước trái bắp của tôi thôi. Là trái bắp như kiểu như đóng băng luôn. Đứng im liền. Như quý vị có thể thấy ở đây một khẩu đại bác và có một con zombie nhỏ xíu nằm trong đây. Tôi nghĩ là nó sẽ bắn qua tàu của mình, cái con zombie này, để cắn nhanh hơn. Ô, đại bác tới rồi quý vị ơi. Rồi, bắn chuẩn xác rồi, đi xuống nước luôn rồi. Many minutes later. Có ông thuyền trưởng hay gì, có con chim gì kìa, làm gì vậy? Ê, đùng má con chim bô láo vậy? Được rồi. Your bean. Đẩy lùi đối phương về luôn. Nửa chim ơi. Chim. Cũng thuận bờm xuôi gió à. Như thế này thì không sớm thì tàu của chúng ta cũng cập bến mà thôi. Nhưng mà tại sao có quảng cáo ngoài vậy? 5 minutes later. Chuẩn bị động đất sóng thần chưa? 1, 2, 3. Trời ơi. Chơi game chưa bao giờ là dễ đến như vậy. À, ok. Sắp sinh. Nice. Trời ơi, game nó dễ. Chọn súng của bạn hả? Ok. AK-47 thì là sao? Ấn vô đây. Không thể nào mà tôi bắn ngu vậy được. Game dở quá, không tải. Bắn lần lên hết đi. Ngại gì nữa. Đây rồi. Kết thúc cuộc tình nên lây là hết. Đâu rồi? Cũng lại cái hình giác con nhện nữa. Vô. Chơi. Boom. 1/3 máu rồi quý vị ơi. À, định chui vô cắn à, cắn xé. Ôi dồi biến. Cắn xé. Đâu có được. Đâu. Đào đầu liền. Đâu rồi, phải đứng đây à. Đứng đâu, đứng đâu, đứng đâu. À, đứng đây à.
Nope. Buồn. Rồi, solo. GG. Thuyền trưởng bên kia nghe có vẻ hơi say sóng rồi ha. Mặt này chắc say sóng rồi. Bắn dữ quá mà. Ta-da. Còn bây giờ thì hy vọng là mọi người thích cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.